Anh thấy trên mạng cực mạnh nhưng mà chỉ có mỗi video ấy thôi. Em ví dụ máy ở như này anh vừa lấy mạng tìm là có 100 video rồi. Nó có những cái mà ví dụ chẳng hạn như chụp nhìn cực mạnh ấy mà chỉ có điện data thì không nhìn được. Không phải là có thể đây có điện data nhưng mà người ta làm bằng dân người ta không nhìn được. Không có điện data gì. Đúng rồi. Thứ hai nữa là cái thể loại thực hít ấy, nó làm cái phun tia nó què ra thế này này, nhìn nó mạnh, nhưng thực ra phun nó bình thường. Anh đang chơi. Đấy. Đúng rồi. Anh nhìn thế này thôi, một chiếu mà phun 60-70 nó vô bình thường. Nên tính diện rộng á, nhanh lắm, làm mai mốt là mới một tí là đắp tay. À, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là Sotodo được về với anh gì nhỉ? Anh Thành. Anh Hạnh ở Nam Đàn, Nghệ An, Quế Bắc đây anh em ạ. Đấy. Nhìn khu này, anh em bắt đầu vận hành quen đấy đó. Làm đơn vị vừa rồi. Vâng, làm đơn vị ở đây. Vâng, đây. Xin chào tất cả anh em. Đây. Anh nha. Đấy. Chào bà con đi chứ. Vâng. Bắt đầu là thấy làm quen là được không anh? Đấy đấy. Đấy đây, cái thước này, thấy cái thước không? Đấy, vuốt này. Cái thước này là dành cho cái vuốt dẻo này, vuốt rất nhẹ. Đó. Cái thước mà thước truyền thống của mình ấy gạt mà gập cái giữa này là nó nặng, nó kéo tay rất nặng. Đấy là chưa quen, chưa quen cả đấy. Hôm đầu mới có 30 phút gì mấy. Vì mọi bắt đầu bị đau quá cái cảnh đấy con người yên cũng được chính xác. Chuẩn luôn rồi đây. Anh Thành nói chuẩn chính xác. Băng đồng dài vấn đề rồi. Đây là chắc là anh tư vấn này đúng không ạ? Còn không chỉ gần bờ đâu chứ bờ sáu mãi lần quen. Vâng đúng rồi. Mãi quen ngay. Mãi quen vuông nó lăn đấy mãi đậm đi cái dạo đó. Chính xác chuẩn luôn. Đây ngày mai là anh em sẽ giải mâm kín cái chỗ này thì như thế là di chuyển thôi. Mấy gói cái mẹ đấy nhiêu lần là mới mình lại mấy lần chữ tình chữ thói lại. Vâng.